Hello guys, rất là vui mừng được gặp lại các bạn trong bài học số 8 của khóa học IELTS ngày hôm nay. Và chúng ta đang ở kỹ năng nghe hiểu. Như thường lệ thì Quyền Ca sẽ cùng với các bạn khám phá một chủ đề khác, khác với những chủ đề chúng ta đã học. Chủ đề mới ngày hôm nay đó chính là chủ đề về công việc và sự nghiệp, Jobs and Career. Và những từ vựng thuộc về chủ đề này mà Quyền Ca cung cấp thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, không chỉ trong bài học hôm nay mà còn giúp cho các bạn áp dụng trong những tình huống khác, trong những kỹ năng khác. Ví dụ như là chúng ta khi chúng ta đi thi nói hoặc là đọc hoặc là viết chẳng hạn, chúng ta cũng cần phải sử dụng đến những cái từ vựng này. Và Nguyễn Ca sẽ cùng với các bạn thực hành thêm dạng bài mới nữa của kỹ năng nghe hiểu. Đó chính là điền thông tin vào cái biểu đồ phát triển mà Nguyễn Ca đã từng giới thiệu với các bạn một lần ở trong bài học số 5 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lại cùng bắt đầu nhé. Trước tiên thì Nguyệt Ca sẽ giới thiệu với các bạn một số từ và cụm từ cần thiết mà chúng ta sẽ gặp ở trong bài nghe ngày hôm nay. Prospective employer. Expected to become employer. Có nghĩa là nhân viên tiềm năng. Vacancy. A job that is available for someone to do. Chỗ trống hoặc là chỗ công việc đang tuyển dụng. Advert. Chính là từ viết tắt của advertisement, một đoạn quảng cáo hoặc chương trình quảng cáo. Handy, located or stored in a convenient place. Dùng để nói về một cái gì đó mà được đặt hoặc là được chứa ở một nơi rất là thuận tiện. Messy, dirty and untidy. Một đám hỗn độn hoặc là một đám lộn xộn. Word process. Use computer to compose a document. Tạm dịch là chế bản hoặc là sử dụng máy tính để mà soạn thảo văn bản. Covering letter. A letter which containing extra information that you sent with something. Ở trong trường hợp này chúng ta thường hiểu là thư xin việc. Và các bạn hãy đọc theo Nguyệt Ca những từ này nhé. Prospective employer. Prospective employer. Vacancy. Vacancy. Advert. Advert. Handy. Handy. Messy. Messy. Word process. Word process. Covering letter. Covering letter. Các bạn hãy chú ý sử dụng các từ vựng trên trong câu ví dụ nhé. 1. A job center will get a fee from your prospective employer. 2. There's a vacancy in the accounts department. 3. Many people get angry when adverts pop on televisions while they are watching movies. 4. When you make a phone call to ask about a product, remember to keep pen and paper handy to take note important information. When you hand in any paper to your teacher, please don't let it be messy. 6. You are required to word process almost all formal documents. 7. Please send a covering letter and a CV to our office by post. Và bây giờ tới phần giới thiệu kỹ năng có liên quan và thực hành về kỹ năng đó. Trước tiên thì Nguyệt Ca muốn cùng với các bạn điểm lại những bước chính trong quá trình làm dạng bài nghe hoàn thành biểu đồ phát triển mà chúng ta đã học nhé. Bước 1, nghiên cứu biểu đồ, chú ý tiêu đề nếu có. Bước 2, quan sát thứ tự câu hỏi. Bước 3, gạch chân những từ gợi ý quan trọng có sẵn ở trong biểu đồ. Bước 4, đoán loại từ cần điền. Bước 5, nghe kỹ, chú ý từ đồng nghĩa với những từ có trong câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Bài nghe thứ nhất. Tìm việc làm sau khi ra trường là điều bất cứ sinh viên nào cũng phải nghĩ tới khi chuẩn bị tốt nghiệp, đúng không nào? Thậm chí những người đang đi làm cũng có thể sẽ tìm việc làm vài lần khi muốn thay đổi công việc của mình. Và với tiêu đề là Looking for a job, chúng ta sẽ được nghe một bài nói chuyện về những nguồn thông tin giúp cho bạn tìm kiếm được công việc phù hợp. Hãy cùng xem chúng ta cần những thông tin gì cho câu trả lời nhé.
Câu 1. Họ phân loại báo hoặc tạp chí thành hai loại và bạn cần nghe một tính từ để tương ứng với từ local. Câu thứ 2. Quan sát nhanh trên biểu đồ, bạn sẽ thấy có 4 loại nguồn thông tin mà bạn có thể tìm việc. Nguồn thứ nhất chính là báo, tạp chí. Nguồn thứ hai là một cái gì đó hay còn gọi là job center, trung tâm giới thiệu việc làm. Câu thứ ba, hai lợi thế mà việc tìm việc làm qua trung tâm môi giới việc làm mang lại cho bạn là efficient, có nghĩa là hiệu quả. Và điều gì nữa nào? Các bạn cần nghe một tính từ, tất nhiên rồi, vì từ tương ứng với nó là từ efficient, là một tính từ cơ mà. Câu thứ tư, các bạn cần một cụm danh từ. Loại nguồn thông tin cuối cùng các bạn có thể tham khảo để tìm việc là gì? Các bạn hãy thử suy nghĩ xem. Hãy cùng Việt Ca nghe bài ghi âm để tìm câu trả lời nhé. Hello everyone, it's good to see so many of you here. This is an important time in your lives. Your first job is an important step into the world. And although it's not irreversible, it's important to try to make sure that you find a job that suits you and that you enjoy. My talk tonight is going to be divided into two main parts. Firstly, looking for a job, and secondly, writing applications. Another important area is interviews, but they'll be discussed in a separate talk. There'll be time for questions afterwards, so if you could wait until then to ask anything, I'd be grateful. Right, looking for a job. There are four main ways that you can look for work. The first, and traditionally the best, is newspapers and magazines. Papers will often run adverts for different types of job on different days. For example, The Guardian advertises educational posts on a Tuesday. Find out which day is applicable to you for each paper. Another useful source of adverts for work are magazines. For example, specialist industry magazines. If you don't already know what's available for your subject area, now is the time to find out. Where you want to work will also influence where you look. If you can be flexible and move house for a job, then use national newspapers and magazines. This will give you more choice about jobs. If you don't want to move or have a certain place in mind, it might also be a good idea to look in local papers or in local editions of the bigger papers. In some areas, especially the bigger cities, London, Birmingham and so on, there are magazines of local job advertisements that are distributed free, often outside railway stations and major supermarkets. The second place to look for work is through an agency or a job centre. This can be very efficient, as you're actually letting someone else do some of the job searching work for you. Mostly, agencies will get a fee from your prospective employer, so you won't have to pay anything either. Another place to look for work is the internet. This is becoming more and more popular, and many companies will also encourage you to complete online application forms. There are lots of sites that advertise jobs. I'll be giving you a list of sites later. You can usually search for the kind of work and location you want. Finally, if there is a particular company that you're interested in, you could also contact them directly and inquire about vacancies. Vừa rồi các bạn đã nghe hết được những thông tin đó không? Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. 1. National. 2. Agency. 3. Free or no fee. 4. Direct contact or contact company directly or contact them directly. Bài nghe thứ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình nộp hồ sơ tới nhà tuyển dụng. Trước hết các bạn cần quan sát thứ tự câu hỏi. Biểu đồ này là 6 bước cần làm khi bạn nộp hồ sơ ứng tuyển cho nhà tuyển dụng. Trong đó thì bước thứ 1, thứ 3 và thứ 4 có thêm dòng thông tin lưu ý ở bên tay phải. Bước đầu tiên các bạn gọi điện đến cho nhà tuyển dụng để nhận mẫu đơn xin việc và một thứ gì đó. Bạn phải có sẵn số điện thoại của ai. Sau khi điền thông tin chi tiết vào mẫu đơn xin việc thì bạn cần
kèm theo một cái gì đó mà nó phải liên quan nhiều đến nội dung mô tả công việc. Các bạn hãy cùng tư duy nhé. Và bước cuối cùng sau khi các bạn hoàn thiện mẫu đơn xin việc này là gì? Now, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn ghi âm. So, you found a job that you want to apply for. What next? Usually, you phone the company and ask for an application form and a job description. The advert will often have a reference number, so make sure you have that handy when you call. Read the job description carefully. Is this the job you want? Could you do it? Okay. You have the form in front of you, either a paper copy or on your computer. What next? Some good advice is to take your time and make sure that the information you give is specific to this job and not just general. Remember that this is the first impression that an employer will have of you, and they will probably have a lot of applications. If it is messy or filled in incorrectly, it will go straight into the bin. Unless it specifically asks you to handwrite it, and some will, then word process it and make sure that there are no spelling or grammar mistakes. Fill in all parts of the application form. If you think it doesn't apply to you, write NA, which means not applicable. But don't leave blanks. After you've completed the form, most applications will also ask you to include a covering letter. This is your chance to shine. Think carefully about the job and why you're the best person for it. Why are your experience and qualifications relevant? And what personal qualities do you have that would benefit the employer? And don't be modest here, but don't lie. If you say that you speak fluent Spanish and you can actually only say hello and goodbye, you're asking for trouble. Finally, it's always a good idea to get someone you trust to look at your form before you post it. Maybe a friend, a tutor, possibly even one of your parents. They might spot something that you haven't. If it's all okay, then send it off, giving plenty of time for the post to get it there before the deadline. The main thing to remember is that the perfect job for you is out there. If you don't get the first one, just keep trying. Right. Has anybody got any questions? Và chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. 5. Job description. 6. Reference. 7. Covering letter or a covering letter. 8. Sent or sent it off. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Sau bài học này thì các bạn không chỉ được thực hành thêm về dạng bài tập điền thông tin và biểu đồ phát triển thêm một lần nữa, mà các bạn còn có thêm những cái từ vựng liên quan đến chủ đề việc làm, và đồng thời cũng làm quen được với quy trình gửi hồ sơ xin việc như thế nào. Chắc chắn rằng đây là một chủ đề mà liên quan vô cùng tới các bạn sinh viên, không chỉ là những bạn mà chuẩn bị bước vào cuộc đời sinh viên mà hoặc là mới bắt đầu cuộc đời sinh viên, mà là cả những bạn mà chuẩn bị kết thúc cuộc đời sinh viên, đúng không? Đây chính là cái đối tượng mà các bạn đang quan tâm nhất đến chủ đề này. Và hy vọng là các bạn đã tích lũy thêm không chỉ là vốn tiếng Anh mà còn là những cái kiến thức và những kỹ năng mềm khác nữa. Đến đây thì chúng ta lại phải nói lời chào tạm biệt nhau, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Goodbye and see ya.